Rồi, mến chào cả nhà nha. Mến chúc quý cô bác mình buổi tối thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Tối hôm nay ngày 8 thầy tháng 6 em lên 13 cây sứ rin nguyên thủy nha. Sứ rin nguyên thủy củ quái. Cây quái quái không nha, giá rẻ. Cô bác mình có yêu thích thì vào xem ưng ý thì mua ủng hộ nha. Thì cũng như thông lệ thì bên em sẽ bao phí ship cho đơn từ 3 cây trở lên nha. Cô bác mình nếu có điều kiện mình mua 3 4 cây trở lên về ngắm nha, cho nó phê nha. Quái hình thú. Làm vô chi tiết cây đầu tiên nha, cây số 1. Đó, cây số 1 dáng quái như hình nha. Một cây này là cây mini nha, siêu mini. Cây này cây mini để bàn nha. Cây nhỏ nhưng mà độ tuổi của nó thì không thể nhỏ chỗ nào nha, rất là già cây nha. Siêu mini, đó, cây dáng như hình nha. Cây đẹp hai mặt nha, để xây hết mặt sau luôn. Cây số 1 này em báo giá là 120.000 nha, 120k. Thì lưu ý bên em bao phí ship cho đơn từ 3 cây trở lên nha. Đấy, mình mua 3 cây sẽ được miễn phí ship luôn. Giá rất là rẻ rồi. Nói chung mấy cây già này ép chậu rất là lâu năm nha. Cây quái thì nó lâu lâu mới có một lần nha. Cô bác mình có yêu thích thể loại quái thì vào xem ưng ý thì mua ủng hộ nha. Mấy cây này mình chơi rất là ok nha. Không phải những cây sứ thường mình chờ phải ra bông mình mới ngắm được. Cây này bình thường chỉ cần ra lá thôi là ngắm nó cũng đủ phê rồi. Nha mấy cây này. Chỉ cần ở lên lá thấy là nhìn thấy nó cũng đã đủ phê rồi, không cần phải ra bông. Rồi, cây số 1 này em báo giá là 120k nha. Thì bên em cũng đang bán phân bón cho cây sứ nha, phân bón hữu cơ tăng chậm, phân bên em đang dùng rất là hiệu quả nha. Cô bác mình có mua cây nếu chưa có phân thì mua ủng hộ luôn nha. Thì phân bên em đang bán một bịch 2 kg là 100.000 nha. Rồi cây số 1 giá 120k, cây quá đẹp luôn. Nếu mà anh chị mình có những cây to lớn rồi, tìm một cây nhỏ nhỏ mini mình để bàn trà ăn cơm ngắm hoa ngắm cây rồi cũng được. Một cây rất là vip nha. Tiếp cây số 2 nha. Cây số 2 một cây dáng thế cũng rất là đẹp nha. Thân cũ liền lạc 100% hết nha. Cái cây này em làm rễ rất là tỉ mỉ rồi, tạo dáng rất cũng công phu lắm rồi. Vậy anh chị mình cứ trồng theo ý thích của mình thôi. Còn nếu như mình không có thời gian trồng liền thì mình để một tháng sau mình trồng nó vẫn được, không có vấn đề gì hết nha. Cây rất là mạnh khỏe luôn, chắc chắn liền lạc 100%. Rồi cây số 2 này em báo giá là 130k nha. Một cây dáng quái nè, dáng quái nghệ thật nha, thân uốn lượn co lắc. Rồi cây số 2 giá 130.000. Cây này nó cũng tơ mini nha, nhưng mà cây được cái là rất liền lạc cây luôn. Rồi cây số 2 giá 130k nha. Tiếp cây số 3 nha. Số 3 là cũng là một cây siêu mini luôn nha. Cây siêu mini dáng thú nha. Thân dáng quái đầu nè. Dàn chân của nó nè. Thân nó uốn lượn co lắc lắm nha. Cây này ở ngoài mình nhìn mới thấy đẹp được. Vô trong hình thì mình không thấy rõ được cái dáng của nó đâu. Ở ngoài nhìn rất là đẹp nha. Cây mini nha. Một cây mini siêu mini luôn. Đó. Cây này vô cái chậu sành mini nhỏ nhỏ là ngắm chơi cho vui nha. Rồi cây này cây số 3 em báo giá là 70.000 nha. 70k cho cây số 3, một cây siêu mini nha. Giá 70k. Tiếp cây số 4 nha. Số 4 là một cây siêu mông nha. Dạng mông của nó. Cây này cũng quái lắm nha. Mông nó lơ ra cái đầu nó đưa ra nè. Tàn nhánh này thôi cũng ngon lành nha. Cây này cây số 4 nha, hai chân nó nè. Rồi, cây số 4 này báo giá là 130.000 nha. Một cây có hai cái mông rất là đã nha. Rồi, cây số 4 giá 130k. Cái đầu nó đưa ra đây. Giá 130k cho cây số 4. Tiếp cây số 5. Số 5 cây này nó... Cây số 5 này dáng thú nha. Cốt bự tàn nhiều. Tàn nhánh nè. Cốt rất là cứng nha, chắc chắn nha. Cây số 5 này em báo giá là 100.000 nha, 100.000 cho cây số 5. Đó, dáng cũng dáng thú nha. Rồi, cây số 5 giá 100k. Số 6 là một cây mini già nha. Số 6 cây mini cũ già nha, dáng cũng đẹp nè. Cây số 6 này em báo giá là 80k nha. Thân nó già chát luôn. Thân co lắc. Số 6 giá 80 nha.
Cây này ở ngoài mình nhìn nó thấy rõ được cái nét đẹp của nó. Thân nó chạy lên đây co lắc nè. Chân bệ nè. Rồi số 6 giá 80. Tiếp cây số 7 nha. Số 7 này cũng báo giá là 80.000 luôn nha. Một cây rễ, bộ rễ rất là nhiều nha. Dàn chân đế của nó. Thân đế, rễ của nó nè. Rễ thì chia ra rất là đẹp nha. Đó. Tàn nhánh nè. Rồi cây này số 7 cũng giá 80 luôn nha. Số 7 giá 80. Tiếp số 8, số 8 cây này đẹp nha, cây rất nghệ thuật nha. Cái củ lên là hơn một gang tay nha. Nè. Cây nhìn vô y như là củ nhân sâm vậy đó. Cây số 8 này báo giá là 140.000 nha. Cây này ở ngoài mình nhìn nó đẹp lắm nha. Dáng rất là nghệ thuật luôn. Mấy cây này mình chơi y như là chơi cây ghép rễ vậy đó. Nhưng mà cây này cây cũ nha. Cũ thì mình chơi sức sống nó mạnh hơn. Dáng. Rồi cây số 8 này giá 140.000 nha. Cây này nhìn rất đẹp nha. Giá 140.000 cây số 8. Tiếp số 9. Số 9 này cũng là một cây dáng bonsai luôn nha. Cây này số 9 này giá 80.000 nha. Tàn nhánh nè. Đó. Thân chân bệ đầu nó cũng co lắc cũng đẹp lắm nha. Đó. Số 9 giá 80.000. 80.000 cho cây số 9 nha. Tiếp số 10 nha. Số 10 là một cây rễ chùm nha. Rễ rất là già dặn cứng cáp nha. Bộ rễ rất là già luôn. Nó đặt rễ dưới đây luôn nè. Bộ rễ nè. Mảnh cũ cũng bự luôn nha. Mảnh cũ cũng khoảng 40. Rồi, cây số 10 này em báo giá là 90.000 luôn nha. 90.000 cho cây số 10. Rễ đặc và cứng cáp. Rồi cây số 10 giá 90 nha. Tiếp cây số 11 nha. 11 cũng là một cây cái cổ dài luôn nha. Dáng này cũng không quái mấy nhưng mà được cái là nó rất là liền lạc cây nha. Thân cũng co lắc. Thân cũng co lắc nha. Uống lượng co lắc nha. Cây này cây số 11 em báo giá là 100.000 nha. Cây rất là già cây. Số 11 giá 100.000. Số 11 giá 100 nha. Bộ rễ nè. Cực kỳ luôn. Rồi cây số 11 giá 100. Thân uống lượng co lắc nha. Số 11 giá 100.000. Tiếp số 12. 12 là một cây dáng thú nha. Dáng hình thú. Củ bự, gốc bự luôn nha. Thân uốn lượn co lắc. Dáng để rất là đứng là chắc chắn luôn nha. Xoay nó không ngã luôn. Cây này nó có cái sẹo khô đó nha. Sẹo lâu năm nha. Sẹo rất là lâu rồi, khô liền da. Cây số 12 này báo giá là 90.000 nha. Cây này có cái sẹo cho nên 90 nha. Chứ cây này, này giá nó cũng cao hơn. Dáng thú. Thân uốn lượn co lắc. Rồi cây số 12 giá 90. Tiếp cây số 13 nha. Đó, cây này cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay nha. Hôm nay ngày 8 tây tháng 6 nha. Đó, cây số 13. Cây dáng rất là hầm hố nha. Cây số 13 này em báo giá là 130.000 nha. 130.000. Cây dáng cũng rất là độc nha. Đó, này, chỗ này có thể làm cái đuôi cho nó ngóc lên nè. Số 13 giá 100. Đó, dàn 130.000 nha. Cây số 13. Chân của nó nè. Chân đứng nha. Ở đây có một thân nó đi xuống thẳng xuống luôn nè. Đó. Chống xuống luôn. Để làm như cây cột chống xuống luôn. Rồi, cây số 13 giá 130.000 nha. Rồi, bữa nay em có 13 cây nha. Quý cô bác mình có yêu thích thì ưng ý thì mua ủng hộ nha. Rồi, mến chúc quý cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.